đi đâu rồi? Quyền Chi, con ơi, con ngoan mẹ thương mà, đừng có khóc nữa, ngủ đi con nha. Loại cáo tinh được, con nhất định phải là người. Con tên là Quyền Chi, là con của mẹ Quyền Thị. Mẹ sẽ làm mọi cách để chuyện này không thể xảy ra. Mẹ sẽ làm tất cả cho con, dù cực khổ nguy hiểm. Hai mẹ con mình sẽ rời khỏi chỗ này. Nếu con gái bé bỏng của mẹ, mẹ sẽ che chở cho con suốt cuộc đời này. Nhanh lên con, sợ dân làng phát hiện và biết ra thân thế của Quyền Chi nên hai mẹ con cứ nhắm hướng mà đi. Tới đâu là nhà, ngã đâu là giường. Cuộc sống rong ruổi rầy đây mai đó, tạm bợ đói rách, nhưng chỉ cần hai mẹ con được ở bên nhau là con đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi thấm thoát Quyền Chi cũng đã được 10 tuổi. Con mệt lắm hả? Ráng lên con, ráng đi. Ở bên kia có bóng mát kìa, mẹ con mình ra đó nghỉ đi.